Và đến đây hồi tháng 8 đúng không? Tháng 8 2017 đúng không? Vâng. Và anh có đến đây xong rồi anh lúc đấy anh mới học xong nhỉ, anh học khóa dân trần mấy nhỉ? Khóa dân trần nó khoảng 11 12 đó. À 12 tháng 12. Tức là tháng 8 năm 2017 đúng không? Đúng rồi. Lúc đấy là anh bắt đầu là trong nhà là có hai ông anh con nhà bác. Vâng. Bị nghiện ma túy đá. Vâng. Các anh nghiện lâu chưa anh? Nghiện lâu rồi. Vâng. Bao nhiêu năm rồi? Nghiện nói chung là hai ông này cứ amateur phải tầm hàng năm. Vâng. Năm hơn năm. Hơn năm. Vâng. Còn cái thời điểm trước nữa thì có, nghĩa là trước cái thời điểm cũng đi bộ đội về xong rồi nghiện xong là đi bộ đội xong rồi cai được trong bộ đội xong về lại đứng tiếp. Vâng. Sau đó là về anh học xong diễn trận. Vâng. Khóa đấy xong rồi anh về anh làm cai nghiện cho hai ông ấy bằng diễn trận. Vâng. Vâng. Thế anh làm được cái gì? Mới đầu thì như hôm em gọi điện cho thầy ấy, thì vâng. Thầy cũng bảo là gạch mặt, thì em gạch mặt thì là phải cắt cơn. Vâng. Cắt cơn xong rồi em lại mới tìm các cái việc về em làm các bộ thần kinh, vâng. An thần, vâng. Bộ an thần. Vâng. Cứ lúc nào lên cơn thì bắt đầu là gọi điện cho em xuống em lại lên lại cắt cơn. Vâng. Cắt cơn. Vâng. Cắt cơn xong em là một ngày thì làm hai lần, nó em hơi giám đốc. Vâng. Đấy, hơi cả giám đốc nữa. Vâng. Hơi giám đốc rồi là em hơi các việc. Vâng. Về cái bộ quán thần ấy. Vâng, vâng. Đó, thế là từ đấy xong cứ theo đuổi ngày đấy là thấy cứ cắt được cơn cái nào cũng thấy đỡ, bởi vì lúc người ta bình thường người ta khỏe mạnh bên mấy minh bẫn thì là bình thường. Vâng. Đến lúc mà người ta không minh bẫn thì mắt cái liu riu liu riu gật gai thù kiểu đói kiểu đấy, nên là sau anh cũng làm theo đúng phương pháp làm bộ quán thần. Vâng. Bộ quán thần cứ theo đuổi bộ quán thần mấy ngày. Vâng. Rồi em hơ giám đốc rồi giám đốc từ ngày đến là xong cắt được khoảng tầm 20 hôm. Nhưng trong cái thời điểm mà cắt ấy thì cắt cơn ấy, thì là người ta có những cái triệu chứng nữa là đi ngoài. Vâng. Đấy. Buồn nôn đi ngoài. Vâng. Nên ra là những cái triệu chứng đấy tự dưng nó quay, như cắt uống này xong rồi nó quay nó sang các đường cắt cơn rồi nó quay sang đi ngoài rồi buồn nôn người nó có bức khó chịu. Vâng. Đó. Nói chung là phải trước khi làm thì cũng phải tư vấn cho người ta là nó sẽ có triệu chứng xảy ra, nhưng mà không có cái này thì cái khác. Vâng. Đấy, không thể tránh được những triệu chứng đấy. Chứ không phải là thấy người ta buồn nôn nên là buồn đi ngoài tự dưng đi táo như thế. Nhưng khi mà mình cắt cơn thì cũng phải bảo người ta hạn chế là ăn các đồ tanh gì hết. Vâng. Để cái đồ tanh đấy nó vào cơ địa xong bắt đầu là nội tạng bắt đầu làm việc và nó không ổn định, là nó hay xảy ra các cái triệu chứng đi ngoài đi nước thứ như là hạn chế rượu bia là tiêm rất điểm. Còn nếu mà người ta thèm quá thì gọi là cho tí rượu và gì tí rượu nếu là thèm quá thường những trường hợp đấy người ta không thèm đâu, bởi vì người ta chỉ thèm đấy lúc thời điểm người ta thèm thuốc thôi, nhưng bình thường người ta cũng bình thường là anh làm như thế là cho canh trong vòng bao nhiêu lâu? Em làm như thế trong vòng khoảng tầm độ 24-25 ngày. 24-25 ngày. Cả hai anh em luôn. Hai ông đều nghiện đi nhau luôn. Hai anh ruột luôn. Thế rồi, hồi đấy các ông bao nhiêu cân ạ? Nào xong các ông có tăng cân không anh? Không. Được cái là em làm xong thì hầu như ông nào cũng béo tốt. Ông nào béo tốt. Xong thì ông nào béo tốt không cầy suốt đi. Tức là tăng nhanh không anh? Tăng bình thường nó không đến nhanh. Vâng. Bình thường nó béo tốt. Vâng. Nói chung là làm xong ông nào ra phải hồng hào. Tháng 8 mà đến bây giờ là tháng thứ 2 sang năm rồi, tức là 6 tháng rồi, nửa năm rồi. Nửa năm rồi, nói chung là không thấy hiện tượng gì có thay đổi và biến chuyển về nghiện biết. Vâng. Nói chung là team làm được cho hai anh em thế là vâng. Gia đình người ta cũng quý. Vâng. Mà các anh ấy, bản thân các anh ấy là bản thân là cũng là nghiện, nhưng các anh nhìn thấy em là cũng là ngại. Thế ạ? Người ta phải nói người ta nhìn thấy em như thế, chứ không ngại. Vâng. Đấy, người ta chưa thấy lúc nào cũng có điện, lúc nào thỉnh thoảng có điện. Vâng. Có việc thì từ cơm nhà gia đình người ta thấy là có điện thì chú lên cơm. Đấy là cái khấn khởi quý, còn tiền bạc cái đấy nó không quan trọng, nó đều là cái đấy là cái khấn khởi. Bây giờ đời sống của hai anh chàng nghiện bây giờ là sao này? Nói chung là hai anh bây giờ họ đang làm nhà cửa. À đang xây nhà rồi đấy. Xây nhà đấy cửa. À đấy. Tức là không phải bán đất ở đâu đấy. Bán đất ở bên chỗ Tứ Kỳ. À bố bán đi gần 100 mét. À gần 100 mét. Tức là bây giờ hết nghiện rồi là ông bố dám bán đất đấy. Bán đi rồi để xây nhà cho các con cái này. À, xây cả cho hai anh luôn. Xây cả 3 tháng. 3 tháng. Nhà cũng 3 tháng dài. 100 mét thì bán ở Đức Tuy thì cũng đủ tiền để xây nhà rồi. Vừa cũng được 6-7 triệu mét thì 100 mét là 6-7 tỷ. 6-7 tỷ. 6 tỷ là thoải mái rồi. Tức là bây giờ cả hai anh chàng đấy là đang xây nhà. Đang làm nhà. Nói chung là
trong cái thời điểm này là thấy mình nghiện nhưng không thấy hiện tượng là tái phát của cái vấn đề nó cũng không có nó cũng cảm thấy hay quá chiều đấy em thấy không phục hay quá. Sau cái vụ đấy anh cảm thấy thế nào, diện trận thế nào? Nói chung là em cũng thấy là nói chung là mình có làm cái đấy nó cũng hiệu quả. Tự tin được rất nhiều đúng không? Tự tin mà khi đã tự tin là hiệu quả, bản thân người ta, người bệnh người ta thấy nó tự tin hơn mình là tự tin nữa. Đúng rồi, tức là thấy người bệnh người ta phục hồi xong người ta tin tưởng cái diễn trận này bắt đầu sau em lại cảm thấy là mình tự tin hơn. Cứ bản thân mà người ta không tự tin, người ta không tin tưởng lắm thì lúc đấy mình vẫn là lơ lửng, nhưng bây giờ người ta tự tin cái diễn trận hiệu quả như thế là mình càng thấy tự tin cái công việc của mình hơn. Sau cái ca chữa ra hai trường hợp bị nghiện thì anh còn chữa cái ca nào không? Em chữa cái ca tai biến rồi. À, tai biến à? Vâng, tai biến hôm năm nay 80 gần 90 rồi. Vâng. Ông bị tai biến nói chung là trạng thái người ta gọi là tương đối, nhưng mà bị liệt nửa người ở bên phía phải. Vâng. Mà lúc em xuống là sờ tay sờ chân lạnh cũng lạnh hết cả người. Vâng. Em mặc kiểu này để này có là nửa tháng cũng là liệt bên luôn. Vâng. Hôm nay em xuống em điều trị em cũng dùng viện phương pháp của viện trận chữa mà trong cái đó là em vẫn dùng các cái viện ở các cái viện ở tay ở chân xoa bóp cũng như viện tay chân những dùng ngải em hơ em tại vì cũng già em không gợi cái đốc và là không dám hơ cái đốc em vẫn dùng viện trận em làm toàn mấy bộ an thần thần kinh tăng sức đề kháng mấy cái bộ đấy lên khi sóng cùng phản chiếu đấy em cũng dùng các cả các bộ đấy vào đó. Em giúp trong khoảng tầm độ một tuần thì lúc thời điểm xuống là cũng không nhường tay lên mà đến lúc đã xuống chưa được cũng là bắt đầu đưa tay và chúng chào là cũng vậy rồi. Thế ạ. Đó. Thôi em nghỉ em bảo bạn thôi nghỉ không làm nữa thì mới biết có sự cứ làm cho thì cũng bảo gia đình người ta bảo vợ. Thế là sau đến lúc hai hôm thì bảo gia đình gọi điện lên bảo là sướng quá cụ quyết định dậy lên được rồi. À, tất